bỏ tôm vô cái gì. Xài luôn các bạn. Giờ mình làm gì giờ? Chắc kho tàu ha, kho tàu ngon. Nè, coi nè. Ủa, nó nhả không đụng nó không tiêu rồi Tú. Rồi nó nghe bấm cái tít xong cái là nó đứng ngang luôn. Nó biết diễn ghê không? Đó. Đây mình cho các bạn gần luôn rồi nha. À, Tú bỏ xuống nè, Tú bỏ xuống nè. Cho nó dễ cho Tú. Giờ làm sao cho nó dễ thôi. Đó, rồi. Nó mắc cỡ. Đó, nó dễ rồi đó. Nó dễ rồi đó. À, còn sống luôn các bạn. Nè, càng nè. Tôi mê cái càng này đó. Đó, đó, đó. Giờ nó mới diễn á, giờ nó mới diễn á. Giờ nó mới diễn thôi. Nó diễn. Đó, đó. Đó. Được chưa? Đau lắm nha. Ủa, không gửi tiền ra ăn luôn. Ai gửi chị tiền nha. À. Chị vô đưa xong chị về chị làm đồ ăn. Vậy hả? Ừ. Chị tiền giúp nó hào sản lắm. Ừ, đem nguyên hào tôm ra cho luôn. Rồi bây giờ Tú sẽ chuẩn bị đồ để nấu cho các bạn. Ủa, rau đâu Tú? Rau tàu mà. Hả? Rau xong rồi. À. Chấm rau chứ. Xin chào các bạn, hôm nay Gác Bếp miền Tây làm món gì đây bác? À, tôm kho tàu với nấu canh bầu. Người ta nói là nấu tôm nấu canh bầu ngọt lắm á. Rau tôm nấu với ruột bầu và rau tôm bắp dục hết rồi. Đâu có, đã cho ăn cày ăn rồi. Giờ nấu ruột tôm. Đâu ruột tôm chứ phải rau tôm. Ở ruột tôm mới nấu canh bầu. Chồng Trang dở hút gật đầu khen ngon mà bác chồng bác chắc nấu mốc đâu. Chồng bác nấu mốc hả? Không. Chồng Trang dở hút gật đầu chứ chua. À, tôm gì chà bá vậy, tôm bằng xanh. Con tôm, con tôm mà nó lột ra còn nhiêu đó là hiểu con tôm nó bự cỡ nào rồi bác Hỷ. Gì tơ đâu? Trời ơi con tôm. Bác làm gì vậy ạ? Tôm kho tàu phải làm gì nè. Co nó lại hả? Ờ đó, ra đây đó, rút chỉ co lại. Rút chỉ ra là nó tự co hả bác? Đâu có, mình lăn gắn vô con chứ sao tự co nè. Ồ. Thấy không? Quá đẹp. Phải cắt chỉ nó ra, nó có... Ôi đẹp hết. Đó giờ từ nhà tôi làm vậy ha. Nhà con có bao giờ được ăn tôm kho tàu đâu mà bắt hối. Sao không ăn? Dạ tôm mắc quá không có tiền mua. Đi bắt á, đi ấy đó, giờ trời ấy ơi, bắt được có hai ba con sao không kho tàu. Mẹ chị tiền. Chị cho đó. Vậy hả? Tát xong chị đem ra chị cho. Ủa, tát mương mà không rủ mình ta. Buồn quá. Dạ. Tát lén lúc. Xong rồi cái bà đem ra. Ừ. Thà ta im luôn đi. Đem cho anh chị ở đây thấy không? Dạ. Thấy rồi, tức tối nữa. Không được, nhắn nhủ chị luôn nha. Dạ. Chị xài cũng được nha chị tiền. Nó, cho con mình bác à. Em đâu có chọt gì chị. Tại hôm đó bác không có vô, ra nãy cho dù lỗ đó con ơi, hôm đó bác không có vô hôm đó đó. À, thì ra là vậy. Ăn như là... Con mà biết vậy con cũng không vô đằng chiếc này cũng được cho nhiêu đó tôm á. À, con nhỏ mà bác lớn mà. Ủa tôm kho tàu, chỉ tôm kho tàu thôi chứ không bỏ cái món kha thịt vô hả bác? Tôm không, hả? Tôm kho tàu. Trời ơi, tôm này là cỡ nào trời, cái vỏ nữa là bao nhiêu? Tôm này lột rồi nè. Tôm lột ăn ngon. Tôm này lột rồi nè. Tôm lột luôn cái da nữa. Tôm này ăn đôi ấy
Thấy không? Kỳ đâu rồi không? Quý. Kỳ đâu? Kỳ có chị nhà trước á. Trời đất ơi. Nó giật hồi gà chết ngát luôn á. Nhiều đây hết nhiều tôm à, ký không biết cho rồi đâu biết dạ phải mua hả biết nhưng mà cho về mai mốt chắc bác cũng gì chứ đâu gửi được tôm dạ. Mà tết đồ mình đi quà rồi vô bác giấu quà chừng 300 triệu đâu có con thì con nói thì con thấy vậy bác cứ trả xuống rồi rồi xuống đó anh cơm 50 triệu tết rồi ăn giờ tết rồi ăn giờ mà tết chí tới rồi tết với rồi mau quá bác ra quán nữa không biết ai nấu đứng ra biết lại nói thì làm bánh bánh gì bác bánh gì cũng được á bánh bữa nào là như ăn ấy không như nấu cây chay không bác lấy cho bác chỉ cho nấu dạ. Kính thưa quý vị, chị Quý đang sắp bầu đó quý vị. Bác lột cơm tôm ra luôn hả bác? Lột tôm để mà nấu canh cho bầu, canh bầu luôn. Mình để giỏ không được hả? Thôi. Giờ đang tỏi ớt nha. Dạ. Ớt cho đại đầu bếp. Cho đại đầu bếp. Đầu bếp ớt. Lên. Bởi vậy đại đầu bếp ra tay cái siêu đầu bếp toàn làm là việc giặt không à. Ướp để đâu không bác? Ướp để gắn 15-20 phút rồi rồi ướp đi bác à, bỏ miếng bột ngọt bỏ miếng muối tôm kho này là đường hơi nhiều một chút tại sao bác tại vì cho nó ngọt con tôm nó ấy thôi chứ mấy khi kho ít mà kho tôm cho nó ngọt con tôm dạ. Rồi giờ bỏ tôm vô đó tay bác tay sạch nha dạ khổ quá nha con tự múc đi đó, đều. Dạ rồi để này là khoảng 20 phút 30 phút dạ cho con tôm nó ngon nó thấm ngon rồi bắt đầu mình kho xào dạ. Cái gì cũng phải ướp nó mới ngon. Ướp mà để lâu lâu á. Còn này thì nấu canh bầu đâm chút nữa đâm mà nấu canh bầu. Dạ chờ một chút con dâu qua đâm. Ra nhau qua đâm. Đó. Bên kia chị Lý sắp bầu sắp xong rồi. Bây giờ ướp bầu ha. Dạ. Ướp xíu muối. Bầu ướp như bí vậy. Dạ. Bầu nó có chua không chị? Chị không biết nữa. Má chồng chị chưa dặn. Tiêu đâu. Để vậy là bị chua. Bầu cũng chua nữa bác. Chua. Dạ. Bầu cái ruột bầu đó. Ướp nó ngay lại má cũng chua nó cũng như ruột bí đao vậy đó. Ủa đó nhiều. Nào. Cái lần nãy ăn làm. Tiêu. Đúng không? Ngồi hết ra. Sốc lên. Hết cho ca ăn chơi tiêu á. Đó. Tiêu á. Một cái trà đâm tiêu đâu thôi. Rửa rồi. Rửa là đâm bỏi đi. Rồi, để bao lâu thì kho? Đây 10 phút rồi con. Dạ. Rồi Tú lặt cái này đi, rồi qua đây là nấu canh đây. Quý đâm tôm. Xong đâm trong cái đồ cái thao thiết á chị Quý. Để bể tô sao? Bây giờ nấu canh trước hả bác? Nấu canh trước. Dạ. Hên quá cái này tôm kho tàu á thì nó sẽ nhanh hơn là thịt. Đúng bác? À đúng rồi. Nó lẹ hơn thịt, dạ. Nó mau ấy hơn. Tôm nó bỏ vô là chín. Để em
Làm cái gì cũng phải thử nó mới ngon, mới thơm. Thơm ghê à. Ô, xuống sao bà ơi. Bác làm con hết thùng cha hà. Đây bác có cho ba con gì không? Chưa, để coi chứ dạ, hết trơn. Con rồi giỡn thôi chứ hôm nay con không có xin nha. Thấy tôm bự quá con xin kỳ cục lắm ạ. À. Các bạn. Các bạn yêu vô. Các bạn rồi, nước sôi rồi, giờ mình bỏ vào vô. Bà nấu canh với người ta nấu canh với tép, mình sang nấu canh với tôm, tại vì đồ cho mà. Đồ cho mà. Phải đồ mua thì hơi nhán, dạ. Đồ cho thì đồ cho thì không ngán. Cho rồi lấy ra. Bởi vậy mình á, cái đồ cho là mình thấy ăn ngon à. Còn con á thì ăn chực là ăn thấy ngon à. Phải không? Dạ. Ai nói gì nói, mình thấy ăn chực là ăn ngon à. Sắp ra. Để canh cho nó khô. Dạ. Hồ sơ nghi ngút, bỏ tôm vô đi chị. Cái nồi này ngọt biết là bao nhiêu. Khổ lắm, vì tiền tôi phải ăn canh bầu tôm. Tôi đâu có muốn. Con là gương mặt sốc hàng nè. Bữa nay tôi không có cãi lộn với người ta. Đây tôi nhịn. Chị nói đúng quá, chị khổ lắm. Khổ quá mà, phải ăn canh bầu với tôm. Tại vì của chị tiền cho thì phải ăn. Chị không có muốn. Chứ bình thường là ăn canh bầu không thôi. Trời ơi, tưởng chị ăn canh bầu không nữa chứ. Vừa ăn chưa? Ngon hả? Tự khen luôn chứ giờ sao? Bỏ ấy vô đi chị. Dạ, bỏ ra mình nhắc qua bên để mình dạ. kho tàu ha. Dạ. Trời ơi, thơm nó ra canh nào mà cũng phải bỏ nhiều rau vậy nó mới ngon. Thơm lắm. Nó phải cho nức mũi luôn. Vừa thổi vừa ăn. Thơm xả láng sáng về sớm luôn. Nhắc qua đây. Dạ. Khi đó thì con dâu ngồi nhìn không biết làm gì, lấy hột bếp đem luộc ăn quý vị. Đó. Rồi cháy tỏi xong bỏ tôm vô quý vị. Trời ơi. Một trái dừa là đủ rồi. Còn nếu thịt kho tàu thì phải mấy cái. Giờ mình làm cho tôm nước xăng lại hơn chế dừa. Dạ. Chế dừa vô trong cái thau á, nãy chị Tú. Còn lên cánh. Dạ. Tôm con nào con đó. Bằng chị luôn cái gì? Thôi giờ tôi cũng khổ với chị Tiền lắm. Tại chị Tiền tôi mới ăn tôm bự vậy. Chứ thường tôi không ăn tôm bự vậy. Thường tôi ăn tôm xô không hả? Thường tôi ăn tôm xô là sang rồi. Nó này chị, tại chị Tiền mà tôi phải ăn tôm bự nè. Tôi giận chị biết là bao nhiêu. Tôm mà nãy dài lên nhìn đẹp quá ha. Chị ăn tôm mù tạt bao giờ chưa? Chưa. Rồi để thịt sống thì ăn luôn hả? Thì người ta xịt mù tạt người ta ăn á. Tôi ăn chưa? Chưa. Trời ơi, em sợ chết. Vậy là nó để tôm thịt sống vậy là cái sắc lát ra hả, là chấm mù tạt, để vô mù tạt là nó chín chưa ơi? Có biết đâu. Chị nghe nói vậy. Em cũng biết. Chưa được ăn. Người nghe nói ăn vậy nó ngọt lắm. Còn mực người ta câu á, câu rồi xong câu lên cái người ta chấm mù tạt cái ta ăn luôn. Ui, khủng khiếp quá đi. Người ta nó ngọt. Dạ. Thật chị hỏm chị lên mạng chị thấy gì? Cái nhỏ đó nó ăn con mực sao mà nó bung cùng miệng. Miệng luôn. Nhỏ lấy thơ Nguyễn. Nhỏ đó giờ review rồi chơi trẻ em á. Ăn con mực nó bu cùng miệng hết rồi. Đó, bây giờ Tú sẽ đổ nước dừa. Tráng vô cái thau. Thau nó còn cái hương vị. Ngon chưa? Nó thăng lại rồi nè. Rồi, đổ nước dừa lên. Wow, wow. Tí nào mình học về tí nào. Cái này thi tí nào, thi nào tí nào. Chị quen pha với kéo phát phần trăm này. Gì vậy? Gáp quá. Quá trớn rồi. Trời ơi, tôm bự bằng mặt anh không sợ. Mà vậy chị Tiền á, chị mới ăn tôm vậy không, chị đâu ăn. Ôi. Lá tôm này. Ôi.
Sao chưa ăn mất mà em nghe nổ. Nhưng không mũi. Rồi, tính rồi. Thôi để luôn Tú, để cho nó khét Tú. Cơm ăn thôi, Tú làm dâu với. Làm dâu. Để cho nó khét luôn đi. Còn đẹp mà, nó chưa khét mà, còn nước nè. Chưa khét mà Tú nấu này khét nè. Wow. Còn không tới luôn. Nó teo lại phải không? Rồi chuẩn bị ôm canh. Rồi, ăn cơm canh. Thiệt đó, canh chuẩn này thấy manh, không? Manh cúc. Thơm đó, đỏ. Ngọt biết rồi bao thơm, biết bao nhiêu thơm chứ, thơm nấu rồi. Chưa nếm mà kêu ngọt rồi sao không biết đó, chừng nào lên bàn hả? Đó, đó, hay chưa đâu. Gặp cao thủ không à? Tôm kho bà. Tôm múc cái bự bằng cái dĩa lên bà. Chị thích ăn mấy cái gì nè? Tôi khoái gì? Thấy mấy cái... Vậy tôi ăn cái đó đi để con chờ. Để em kỳ thi xong á, chị nghỉ học rồi đi xin củi chập. Mít thì khoái ăn sơ. Nghỉ học rồi đi siêu thị. Rồi đi xin củi. Xin củi xin siêu thị về xin củi. Học một tuần nó mới được nghỉ một tuần. Trời, hai năm bếp mà cơm mà đẹp. Trời trời. Rồi, xin mời cả nhà cùng ăn cơm. Ngay đi. Đó, học chữ từ là chữ này cho cơm lấy rồi. Đọc kính nè, chữ kính nè, đọc dần lên rồi. Bạn Lộc đang đọc riết vậy đó. Rồi, còn đứng quay lên rồi đứng kìa. Ngon quá. Bữa nay có hột bích lùi con không vậy? Mít người ta nấu một đồ cho nó, người ta biết, người ta thấy rõ ràng. Con chọc mà. Ăn là ai nấy vô mừng nha. Mừng ai nấy vô, mừng ai nấy trầm. Tiếng cái đó là làm tâm mít ra. Cay. Cay hả? Tú này cũng thấy cay hả? Tú cay là không còn nói ăn được á. Ăn như ngon á, canh ngọt lắm á. Đứng hoài không lấy dạ gì ăn canh.